Dạ vâng, cửa hàng nông công Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lên các bác xem một máy cưa xích hiệu Estin 021C các bác nhé. Dòng này thì đời cao này, có tích hợp luôn xả áp cũng như là núm bơm xăng phụ ở đây nè. Ốp lam thì ốp lam tăng chỉnh xích nhanh cũng như là vặn lam nhanh thì đây, cực kỳ tiện lợi và dễ dàng. Dòng này là dòng chuẩn hàng bãi Đức các bác nhá, made in Germany này. Estin 021 tay nắm rất to, cực kỳ mà ôm tay luôn này. Đó. Thường thường mấy cái dòng Estin 021 thì tay nắm nó đa số là nắm nhỏ các bác nhá. Nhưng mà riêng con này là hàng hệ tay nắm to luôn cho các bác về sử dụng. Còn mặt tiền, tổng thể mặt tiền của nó thì các bác nhìn qua. Đó. Dập nổi Estin cực kỳ đẹp. Máy móc hàng chuẩn chính hãng, zin nguyên bản, từ bao cho các bác chưa bung chạm máy móc gì cả. Đó. Thể cây của nó đây các bác nhìn qua nhá. Đó. Thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên. Đó. Và mấy cái dòng cưa nhỏ thì đa số thì sẽ không có hàm rồng nhá, nhưng mà riêng con này thì có tích hợp luôn hàm rồng cho các bác về các bác sử dụng. Đó. Còn bô các bác nhìn qua sáng kén nguyên này. Đó, cực kỳ đẹp. Con Estin 021C. Và giá con này hiện tại thì em bán với giá là 3.700.000. Giá đã bao gồm phí ship rồi các bác nhé. Và được tặng kèm phụ kiện. Bộ phụ kiện của bên em là gồm một tip mở buji, một tô vít trình và một chiếc rũa để rũa làm xích các bác nhé. Đó. Và giá của bên em là đã hoàn toàn miễn phí ship rồi. Các bác ở đâu thì chỉ cần để lại cho em số điện thoại, tên và địa chỉ. Đó. Thì em sẽ ship đến tận nơi cho các bác. Thì tỉnh xa hay tỉnh gần thì sẽ rơi vào tầm khoảng một tuần đổ lại các bác nhé. Đó. Nếu mà các bác ở gần thì ship thì chỉ khoảng 2-3 hôm thôi. Còn nếu mà các bác nào ở xa thì khoảng 4-5 hôm. Đó, tùy các bác nào ở đâu. Nhưng mà riêng ở Việt Nam thì em ship toàn quốc luôn các bác nhé. Nên là khi các bác đặt hàng của bên em chỉ cần để lại cho em số điện thoại, tên và địa chỉ. Đó, các bác nào có Zalo thì kết bạn qua Zalo cho em. Hoặc là các bác nào không có sử dụng Zalo thì liên hệ trực tiếp của em số điện thoại 0354392929. Số điện thoại của em đã để trên màn hình rồi. Các bác chỉ cần nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp của em. Đó, mà tình trạng máy móc của bên em thì quay như thế nào thì em sẽ quay rõ ở trên video luôn các bác nhé, để cho các bác nào ưng ý đỡ phải lăn tăn. Đó, vâng, bây giờ thì qua phần test máy thì em test máy cho các bác nghe qua tiếng máy luôn. Đó, nghe qua tiếng máy xem là các bác ưng ý không nhá. Được thì các bác nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp của em để đặt hàng. Máy móc thì em đã căn chỉnh cũng như là gọn nổ ngon lành rồi, về các bác chỉ vừa xài và sử dụng thôi. Con này thì tích hợp luôn xả áp, mà khi các bác leo cây hoặc là trên cao thì có thể bấm xả áp vào để giật cho nhẹ nhàng các bác nhé. Đó, con này thì tích hợp luôn xả áp nên là giật thì cực kỳ nhẹ nhàng rồi. Có núm bơm xăng phụ cực kỳ dễ lên xăng cho các bác luôn. Đó, nhiều các bác thì không thích bơm xăng tự động, thích mấy cái dòng hệ mà bơm xăng phụ thì lựa chọn con này là quá là ok nhá. Với tổng thể con này thì cực kỳ đẹp rồi. Các bác nào ưng ý thì liên hệ qua trang. Rồi em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.